Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Thành Công của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì ở trên mặt tiền đường nhựa này nè anh chị, chủ có gửi cho tụi em á, bán 5 nền. Diện tích á, là bề ngang á, là 5,5 m, chiều dài là 30. Trong đó đất có 100 m² thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 530 triệu. Giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ luôn nha. Thì đất của mình á, là nằm trên cái mặt tiền đường nhựa này luôn nha anh chị. Đường nhựa này á, là đường N10 và là đường thông luôn. Thì cái hướng ở bên đây nè, anh chị đi ra tầm khoảng 750 m thôi là mình sẽ tới quốc lộ 50 nha. Còn ở đây á, đất mình là sẽ gần với ngay chỗ thị xã Gò Công á. Từ ngay chỗ đất mình mà mình về tới thị xã Gò Công là trung bình là khoảng 4 cây đến 4 cây rưỡi số. Thì mình đi á, là tầm khoảng 7 đến 10 phút nha. Bến xe Gò Công hay là thị xã Gò Công á, thì dân cư ở đây rất là đông luôn nè. Điện nước wifi là em thấy có đầy đủ hết luôn nha. Đó, không có sợ buồn ha. Thì miếng đất mà hôm nay á, em giới thiệu cho anh chị á, là mấy cái miếng là đất ở bên đây nè. Đó, thì hiện tại là chủ chia ra làm 5 nền để chủ bán. Mỗi nền á, thì đều có diện tích bằng nhau hết. Bề ngang là 5,5 m. Thì bề ngang 5,5 m là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cây trụ này. Ở đây có cây trụ nè anh chị. Đó, cái mấy cây trụ ở đây nè. Đó, thì bề ngang là 5,5 m. Chiều dài là 30. Chiều dài 30 là mình sẽ được tính từ cái phía ở trên đây nha. Mình chạy dài xuống tới cái mấy cây trụ này là 30. Còn bề ngang là 5,5 m là chủ bán 5 nền nha. Thì ngang 5,5 m là nó sẽ khoảng khoảng ở đây nè. Đó, nó khoảng khoảng ở đây là nền thứ nhất. Xong rồi từ đây cái mình đo qua đây là khoảng 5,5 m nữa. Là tới đây là cái nền thứ hai, rồi từ cái nền thứ hai này nè, mình đo dài qua bên đây nữa là cái nền thứ ba, rồi mình đi qua bên đây nữa là cái nền thứ tư, nó còn bên đây là cái nền thứ năm. Thì năm nền là diện tích bằng nhau, đều có 100 m² thổ cư hết. Chủ kêu giá là 530 triệu, chủ bao san lấp mặt bằng cho mình là bằng với cái con đường nhựa này luôn ha. Đây, để em cho anh chị xem. Hiện tại thì do cái đất này á, là ngày xưa là làm ruộng á, cho nên là nó hơi thấp nè. Đó, anh chị xem nó hơi thấp ha. Nhưng mà khi chủ bán á, khi mà anh chị nhận đất á, là chủ bao san lấp mặt bằng cho mình bằng với cái đường nhựa này luôn ha. Đó, hiện tại là đất hơi thấp hơn ha. Chủ sẽ bao san lấp cho mình bằng với mặt đường luôn. Ngang là 5,5 m, dài là 30, có 100 m² thổ cư. Giá là 530 triệu, giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ luôn ha. Thì ở đây á, thì em thấy là dân cư rất là đông luôn á. Đường thì là đường thông hết luôn. Nè, điện nước wifi là có đầy đủ luôn nè. Thì khi mà anh chị mua miếng đất này, lúc mà anh chị nhận đất thì chủ sẽ cắm trụ ranh giới và đổ mặt bằng bằng với đường đi cho mình luôn, giống như là chủ hứa ha. Đó, đường là đường thông hết luôn. Dân cư rồi cũng rất là đông nữa nè. Đó, nhà hàng xóm rồi nè ha. Ôi mát quá. Thì từ ngay chỗ vị trí đất của mình á, mà mình đi lại tới ngay chỗ mà chợ hay là ủy ban của xã Thành Công hay là trường tiểu học của xã Thành Công á, thì trung bình là khoảng 3 cây số đi. Mình đi xe thì cũng tầm khoảng 7 phút thôi là mình sẽ tới ngay chỗ chợ xã Thành Công ha. Đó, thì trung bình là đi chợ là khoảng 7 phút nha. Đó, đất của mình nè. Hiện tại là cũng còn đang trồng cỏ nha. Chủ chuẩn bị san lấp mặt bằng lên. Chủ chuẩn bị san lấp mặt bằng rồi đó anh chị. Đó, đối diện cũng có nhà hàng xóm nữa nha. À, đường này là đường thông luôn nè. Xung quanh đó là không có màu mã gì hết nha. Trên đó có là không có màu mã luôn. À, nhưng mà ở bên đối diện hàng xóm ở bên đây nó xéo xéo với đất của mình bên đây thì nó có nè, chứ còn trong đất của mình là hoàn toàn không có luôn nha. Đó, đồng ruộng mênh mông bát ngát luôn ha. Vậy đó chứ mà nhà dân nó cũng đông lắm nha anh chị, nhà thì cũng san sát nhau thôi chứ không có thưa, không có vắng nha. À, không có sợ buồn đâu này. Đó, thì để em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem nha. Của mình là nằm ở hướng Tây nha anh chị. Đây, đất là nằm ở hướng Tây nha. Đó. Rồi, để em
kiếm cái chỗ mát mát em chui vô em mở định vị cho anh chị xem ha. Đất là thuộc về xã Thành Công của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đất nằm trên mặt tiền đường nhựa N10. Đường này là đường thông luôn. Cách quốc lộ 50 trung bình là khoảng 750m, một đường thẳng thôi. Còn mà cách mà chợ hay là ủy ban trường học của xã Thành Công á thì trung bình khoảng 3 cây số, mình đi xe là khoảng 7 phút nha. Dạ dạ dạ. Đó. Em lũi vô bụi cỏ này em mở định vị cho anh chị xem nha. Ở ngoài nó nắng lắm, nó bị chá. Đất của mình nè ha. Này, cái nút mà ngay chỗ mà độ chính xác thấp á, là cái vị trí em đang đứng nha. Đó, trên mặt tiền đường nhựa luôn. Thì mình đi một đường thẳng ra đây, khoảng 750m là mình sẽ tới quốc lộ 50 ha. Còn không á, thì mình đi cái hướng ở bên đây nè. Đó, mình chạy thẳng ra, nó mình quẹo ra đây. Đó là sẽ tới đường 873 nè. Nó bên đây là huyện lộ 14, là ngay chỗ nó chợ Thành Công nè. Nó sát bên là có ủy ban của xã Thành Công luôn. Đây, ủy ban của xã Thành Công nè, chợ Thành Công nè. Bên đây thì em thấy có cái chợ Gò Gừa cũ nữa nè. Đó. Trường tiểu học Thành Công thì cách mình là khoảng 1 cây 7 số. À, không, cách mình là nó nằm ngay chợ luôn á. Thì cách mình, để em xem nha. À, trường tiểu học Thành Công là nó nằm ở gần chợ luôn đây anh chị xem nè. Đây, để em phóng lên cho anh chị xem. Nè. Đó, ở đây là chợ Thành Công ha. Bên đây là ủy ban nè. Đó, đi lại đây một xíu nữa là chợ nè. Chợ tiểu học Thành Công nè. Chợ Gò Gừa nè. À, trường tiểu học Thành Công, chợ Gò Gừa rồi nè. Đó, đây là trên huyện lộ 14 ha. Đó, còn hoặc là mình, nếu như mà mình muốn đi học trường cấp 2 hay là trường cấp 3 hay là trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, thì mình sẽ vô trong thị xã Gò Công nha. Thì để em xem thử nha, từ vị trí đất của mình á mà mình vô tới ngay chỗ thị xã Gò Công á thì trung bình á là khoảng 4,2 cây số. Đây, 4,2 cây số nè, mình đi xe là khoảng 8 phút là mình sẽ vô trong thị xã Gò Công nha. Thì ở thị xã Gò Công á là em thấy có đầy đủ tiện ích tiện nghi hết luôn. Đây, giống như anh chị xem nè. À, bến xe nè ha. Đó. Rất là đông luôn ha. À, bến xe nè, rồi quán ăn, quán cà phê đồ nè, đó. Rồi em thấy là có siêu thị luôn, có cả công viên luôn nè, có thánh thất, có chùa đồ luôn nè. Rất là nhiều, rất là đông luôn, có công ty nữa nè, đó. Rất là sung luôn ha, chợ Gò Công đồ nè. Đây, công ty đồ ha. Anh chị xem rất là tuyệt vời luôn, có điện máy xanh luôn, có siêu thị cúp mắt luôn nè. Đó, bưu điện luôn nè. Phòng khám luôn, trường trung học phổ thông nữa nè. Rồi sân vận động đồ luôn nè. Nhà thờ giáo xứ nữa nè, rất là nhiều luôn ha. Bến xe đồ nè, đó. Thì trung bình mà từ đây mà mình đi tới thị xã Gò Công là khoảng 8 phút thôi nha. À, xung quanh mình cũng rất là nhiều công ty luôn. À, ở trong thị xã Gò Công á là công ty rất là nhiều, anh chị xem nè. Em mở chữ công ty á là ở thị xã Gò Công nổi lên rất là nhiều nè. Hơn 10 cái công ty luôn ha, rất là tuyệt vời luôn. À, thì ngay chỗ vị trí đất của mình á, để em sẽ coi thử nha. Từ vị trí đất của mình á mà mình về tới ngay chỗ thị trấn chợ gạo đi. Em sẽ xem thử nha. Từ đây á mà mình về tới thị trấn chợ gạo á trung bình là khoảng 19 cây số. Đây, thị trấn chợ gạo nè, 19 cây số, mình đi xe là khoảng 26 phút là mình sẽ về tới thị trấn chợ gạo nha. Còn từ vị trí đất của mình á mà mình về tới để em xem, từ vị trí đất của mình á mà mình về tới ngay chỗ thành phố Mỹ Tho á trung bình là khoảng 35 cây số, mình đi khoảng 50 phút là mình về tới thành phố Mỹ Tho nha. Còn mà từ vị trí đất mình á mà mình về tới ngay chỗ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là 54 cây số nè.
Đây 54 cây số mình đi xe là khoảng 1 tiếng 21 phút là mình sẽ về tới bến xe miền Tây ha. Thì cái này khi mà anh chị đi về đây thì anh chị sẽ đi theo đường quốc lộ 50 á, thì đi qua thị trấn Cần Giuộc rồi nè. Em thấy nó sẽ gần hơn. Đây. Nè, đường quốc bên đây là quốc lộ 1A, còn ở đây là đường quốc lộ 50 nè. À, ở đây em thấy nó đi thị trấn Cần Giuộc nè, để em sẽ xem thử nha. Từ khúc mà thị trấn Cần Giuộc đi thị trấn Cần Giuộc mà về tới ngay chỗ đất mình ở đây là 37 cây số. Mình đi là 55 phút nè, đó. Rồi thì em xin nhắc lại nha, đất của mình á là thuộc về xã Thành Công của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường nhựa và là đường thông luôn, cách quốc lộ 50 khoảng 750 m ha. Thì ở đây á chủ chia làm 5 nền để bán. Mỗi nền nó là đều có diện tích bằng nhau hết, bề ngang là 5,5 m, chiều dài là 30 m, trong đó có 100 m² thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 530 triệu, giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ luôn ha. Thì chủ sẽ bao san lấp mặt bằng cho mình bằng với cái con đường nhựa này luôn nha. Đây. Đó, thì ở đây là sát bên thị xã Gò Công luôn. Thì ở trong thị xã Gò Công là sẽ có đầy đủ tiện ích tiện nghi hết nha, như là chợ, trường học nè, phòng khám hay là siêu thị rồi đó, bệnh viện, thế giới di động á, công viên, nhà văn hóa là có đầy đủ luôn. Thì từ đất của mình á mà mình về tới chỗ thị xã Gò Công đó thì trung bình là khoảng 8 phút nha. Mình đi là khoảng 4 cây đến 4 cây rưỡi số thôi, rất là gần luôn ha. Rồi thì anh chị nào quan tâm á thì mình liên hệ trực tiếp cho bên chị Quyền Trang, tụi em sẽ dẫn đi coi rồi mình gặp trực tiếp chủ luôn ha. Vị trí này rất là đẹp luôn á, từ Sài Gòn anh chị về rất là gần ha. Mình về tới ngay chỗ thị xã Gò Công á, tụi em sẽ đón mình vô. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Bye bye.